Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Dư luận nhân dân đang rất phản ứng gay gắt với việc môn lịch sử bị đưa thành môn tự chọn. Nhân dân có lý do chính đáng để lo lắng cho tương lai của con em mình, tương lai của đất nước dân tộc. Chúng tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cầu thị nghiên cứu tiếp thu dư luận nhân dân để có những điều chỉnh phù hợp, thuận ý Đảng, hợp lòng dân. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tại sao dư luận nhân dân lại phản ứng bài viết của Tuệ Phong? Trả lời cho câu hỏi tại sao dư luận nhân dân lại phản ứng dữ dội với việc môn lịch sử bị đưa thành môn tự chọn, tôi xin nhắc lại một số phân tích sau: Một, trong quá trình dự thảo chương trình giáo dục trung học phổ thông 2018, việc công bố rộng và lắng nghe dư luận nhân dân của Bộ Giáo dục Đào tạo là chưa tốt, chưa cầu thị thay vì chuyên truyền rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì bộ chỉ đăng lên cổng thông tin điện tử của mình trong thời gian ngắn dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ ngày 12 tháng 4 2017 đến ngày 20 tháng 5 2017 dự thảo chương trình các môn học từ ngày 19 tháng 1 2018 đến ngày 19 tháng 3 2018 tại sao dư luận lại phản ứng gay gắt vì họ bị bất ngờ ngã ngửa khi VTV thông tin môn lịch sử ở trong nhóm tự chọn tại bậc trung học phổ thông từ năm học 2022-2023. Dù bất kỳ lý do gì, việc để nhân dân và xã hội bất ngờ hoặc ít biết đến thông tin này chứng tỏ công tác tuyên truyền nói chung và trách nhiệm thông tin việc lắng nghe dư luận nhân dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói riêng là chưa tốt. 2. Chúng tôi nhận thấy chương trình dạy và học môn lịch sử từ bậc tiểu học đến trung học từ lớp 1 đến lớp 9 là quá nặng khi trẻ nhỏ phải thụ học cả lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại, hơn nữa lại còn tích hợp lịch sử và địa lý. Ở lứa tuổi của học sinh lớp 1 6 tuổi đến lớp 9 15 tuổi, học sinh quần có nhỏ chưa đủ năng lực để có thể nhận thức hết ý nghĩa của các sự kiện lịch sử, đặc biệt là lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thử hỏi rằng Mấy ai còn nhớ được thẩm thấu được những kiến thức lịch sử từ năm 6, 7, 8 tuổi, lứa tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi. Trong khi đó ở bậc học trung học phổ thông, lứa tuổi quan trọng giúp định hình nhân cách, tư duy, xu hướng, quan điểm chính trị. Vậy mà học sinh lại không bị bắt buộc học môn lịch sử, đặc biệt là lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì quả là đáng lo ngại. 3. Việc dạy học môn lịch sử và lòng yêu nước có liên quan đến nhau không? thưa quý vị, phải nói là liên quan mật thiết. Chính những kiến thức về lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc đã góp phần quan trọng hình thành bồi đắp, nuôi dưỡng lòng yêu nước. Tương tự, lòng yêu nước sẽ góp phần phát huy, tiếp nối và viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. 4. Yêu nước luôn gắn với yêu đảng, cộng sản Việt Nam, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh chả có đất nước nào, quốc gia nào chung chung không có lực lượng giai cấp lãnh đạo cầm quyền cả, một sự thật không thể phủ nhận, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam chính là lực lượng lãnh đạo dân tộc ta đánh bại tất cả những kẻ thù ngoại xâm hung bạo nhất thế giới, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã tiếp nối vẻ vang truyền thống chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, được nhân dân tin yêu, vinh danh như tin yêu lịch vinh danh các triều đại đinh lý trần lê trong lịch sử như vậy luận điệu yêu nước không có nghĩa là yêu chế độ là một sự ngụy biện đánh tráo khái niệm nguy hại năm dư luận nhân dân đang phản ứng rất gay gắt nhân dân có lý do chính đáng để lo lắng cho tương lai của con em mình tương lai của đất nước dân tộc chúng tôi đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cầu thị nghiên cứu tiếp thu dư luận nhân dân để có những điều chỉnh phù hợp thuận ý đảng hợp lòng dân